Ngay từ khi xuất hiện, Ivan 10T34 đã khiến cho ai ai cũng phải trầm trồ bởi sự khác biệt của mình. Sử dụng máy nén trục vít, dòng máy nén cao cấp được Việt An nghiên cứu, phát triển và ứng dụng vào sản xuất máy làm đá viên công nghiệp. Khắc phục được hầu hết các lỗi tồn đọng của các dòng máy nén ra đời trước đó. Với khả năng hoạt động không biết mệt mỏi, ít tiếng ồn, sản xuất đá nhanh, chi phí bảo dưỡng thấp, có thể cho ra tới 10 tấn đá trong vòng 24 giờ. Ivan 10T34, sự lựa chọn hoàn hảo của nhiều đơn vị sản xuất đá viên ở trong và ngoài nước hiện nay. Đây là hình ảnh ghi lại quá trình Việt An xuất máy làm đá viên Ivan 10T34 đi Lào. Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi. Để sở hữu máy làm đá viên trục vít model Ivan, quý vị và các bạn hãy liên hệ với Việt An theo số 0949 414141 để được tư vấn và hỗ trợ miễn phí.